Mớp chào cả nhà mình ạ. Sáng nay mớp đi hái nấm nè. Nấm này là mớp hái cái mặt dòng bên kia luôn rồi. Hái cũng gần xong rồi, mớp mới quay á cho nó nhiều. Mấy cái nấm này là nó nở, nó bung đầu hết luôn rồi cả nhà. Chứ nấm chuẩn mà mình đi bán là mình phải hái nấm tròn ha. Nấm nó còn tròn thì nói chung là nó sẽ ngon hơn, người ta thích hơn. Mà mỗi người có một cái kiểu ăn riêng, như nhà mớp thì thích nó vừa bung như thế này nè, cái chân nó dai dai một chút ăn sẽ ngon ha. Còn nếu như mình để tới xế chiều á, nó bung xòe ra như những cái chiếc dù vậy luôn á. Nhưng mà nó đẹp thiệt, nhưng mà nó dai hơn, nó bung xòe như chiếc dù thì cái chân nó dai hơn cũng sẽ không ngon. Mình thích thì nó vừa bung như thế này thôi là chuẩn ngon luôn của heo mình á. Còn kiểu như mà muốn nấu, thích nấu cháo á, mớp mà muốn nấu cháo thì mớp sẽ chọn những cái nấm tròn nhỏ. Nấm này mớp trồng để chia cho mấy chị em nhà ăn thôi chứ không có bán á. Nếu mà bán thì mình sẽ hái nấm tròn chứ không có hái nấm vừa bung như thế này. Có một số nấm cái chân nấm nó sâu ở trong á, mình hái thì nó hơi lâu. Còn một số thì mình chỉ đụng cái là nó rớt ra luôn à. Mình phải dùng một cái que gỗ á, mình nại, mình khều nó ra. Chứ không á, mình bẻ ngang á, sẽ đứt cái chân nấm ở trong. Rồi có những cái nấm nhỏ gần bên á cả nhà, nó sẽ bị húi cái chân nấm đó rồi nó ảnh hưởng tới mấy cái nấm nhỏ kế bên luôn. Nấm này là mình hái, nếu như chiều tối hôm qua mình hái là nó sẽ là nấm tròn không luôn á. Bữa nay chủ nhật nè, hái xong rồi chia cho mấy chị em người mớ. Nấm này nếu như mà để tới chiều thì nó nở ra đẹp lắm luôn á cả nhà mình. Do là mình hái luôn cái mặt mấy bên kia rồi á nên thấy nó nhiều vậy á. Mặt bên kia thì nó ít nấm ăn mặt mấy bên đây, tại vì nó bị hư một số phôi do trời mưa mình đậy cái tấm mũ lại á, nên là nó hầm nóng quá nó hư một số phôi, chứ không thì nấm cũng rất là nhiều ha. Mặt nấm bên kia nó bị thưa hơn. Này nó nở nguyên chùm luôn nè cả nhà. Đa số là nó bị bung đầu hết rồi. Nấm này là mình bỏ giờ này khoảng tầm 8 giờ mấy rồi mình mới hái nên là nó bung ra cỡ gì đó. Xung quanh vùng nấm thì mình rào lưới lại á, tại vì nhà mớp có mấy con gâu á, nuôi mấy con gâu nó quậy lắm, nó quậy còn hơn gà nữa. Nó cứ gặp rơm hay là gai cái dòng cát á là nó bơi, nó móc, nó quậy từ lưa hết, nên là mình rào lại vậy cho an toàn cái dòng nấm mình luôn ha.
thấy rơm là nó bơi còn hơn là gà nữa cả nhà. Xung quanh là mớp rào lưới là hết luôn. Mấy trong còn rất là nhiều nấm, nấm nhỏ 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 chưa trưởng thành. Ngày mai hoặc ngày mốt nó sẽ ra nữa cả nhà. Thì cái nấm này nó tròn nè, nấm tròn. Do chỗ này là ở dưới toàn là cát không cả nhà, nên nó mới phải rải thêm một lớp rơm ở dưới cái dòng nấm á, cho nó đừng có cát nó đừng có lên ha. Nếu mà trời mưa cát nó bún lên nấm rồi nó bị dính vô nấm á, sẽ không ngon, nên là mới rải luôn cái rơm ở dưới cái dòng nấm luôn. Đây là thành quả của mớp nè, nhiều chưa. Nắng bây giờ nắng sáng nắng chói chang luôn đó cả nhà. Buổi sáng á, nhà hàng xóm của mớp á hát nhạc yêu đời lắm, hát nhạc âm vang luôn nên mớp không có quay tiếng ha.